Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay em ghé chỗ nhà mẹ con của bé Bi để đóng tiền nhà 4 tháng tiền nhà mà do mẹ con bé từ lúc dịch tới giờ là còn thiếu nợ bên chủ trọ nha cả nhà. Và được sự ủng hộ của nhóm cô Huệ Linh, Huệ Đắc ở bên Úc. Và bây giờ mời quý vị cùng xem video clip ạ. Chó quá trời cô Bi ơi. Đây, ngồi đây đi vào đây, nào vào đây, xong, nóng. Đây, hiểu. Đây là dãy trọ của mẹ con cô Bi ở nha quý vị. Và bây giờ em sẽ gặp cô chú trọ. Cô chú trọ là cô nào chị? Dạ, đây là mẹ của cô chú trọ và đây là cô chủ trọ. À, dạ em chào chị. Chị là chủ nhà bên mẹ con cô Bi hả chị? À, chủ của mình á. Thì bữa em được biết thì chị Hoàng có nói là nợ 4 tháng tiền nhà hay sao đó. Thì bây giờ còn nợ là bao nhiêu tiền chị? Nói chung là y thinh 4 tháng đó, 4 tháng thì tính ra cũng 6 triệu hơn á. 6 triệu mấy chị cũng như chị chưa có tính nó tại nó thiếu rồi thôi. Cứ để đó chừng nào nó đưa rồi chị tính luôn chứ chị chưa có tính. Khoảng 6 triệu mấy á. Dạ. Thì em thấy chị Hoàng cầm cái bill đó là gì vậy chị? À cái bill này là mình đã ghi lại cái số tiền phòng á, từng tháng một á. Dạ. Thì mình đem xuống đây là để cho bác chị ba đây để chị ba thấy. Chị ba cũng có lưu giữ. Chị ba cũng có lưu giữ. Và bà đây cũng có lưu giữ. Thì mình cũng có. Em nợ từ tháng mấy tới tháng mấy? Mà tới 4 tháng gì vậy? 4 tháng là tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 7 đúng không Minh? Tháng 7 đúng không? Dạ, tháng 7. Tháng 7 rồi. Nói chung là cái tới tháng là làm phiếu đưa cho nó là tự nó giữ thôi chứ chị cũng không có giữ nên chị cũng không có ý là tháng mấy nữa thì cho em coi tổng tiền làm bao nhiêu à? Cái đó mình ghi mình đồng là 6.125.000, hai tháng là 3 triệu, tháng 8 1.575.000, tháng 9 1.550.000, tổng cộng 6.125.000 và cô có giảm cho là 1.500.000 dịch bệnh đúng không? Giảm cho mình 1.500.000 đúng rồi. Là còn là 4.600 4.625.000. Thì thường người ta 1 tháng 2 tháng ở đây ở trọ thì tới 4 tháng không thu tiền phòng vậy cô. Đó hả? Chủ nhà trọ cũng chịu đựng cho nó dữ lắm hả con. Dạ. Tại vì thấy nó gia đình nó cũng khó khăn á, thôi để mấy tháng rồi cho nó đóng. Có khi tháng chỉ đem xuống 500 300. Đó thì cũng phải 8 triệu chứ để giờ đủ nó đi. Dạ. Thôi giờ mình cũng làm nhân ngái đi. Mình cứ đùm bọc cho nó đi. Ôi nó chịu đựng 4 năm tháng. Dạ. Nó con này nó cũng rên thấy mồ luôn mà giờ sao giờ. Cái đó nó vậy đó. Đó đâu có tiền đâu mà đóng mỗi tháng cho mình đâu. Dạ. Hồi chưa dịch đó thì nó còn đi làm giữ em bé trong này kia nọ. Từ ngày dịch tới giờ đâu có làm gì được đồng nào đâu. 4 năm tháng lận chứ đâu ít đâu. 4 năm tháng không đi làm sao mà đừng có đó, tiền sống được. Vậy nó mới tồn tại là nợ nhiều á. Đó ăn là cũng đỡ rồi. Dạ. Cái cô là mẹ của chị này. Mẹ cô này. Dạ. Mẹ chủ nhà. Cô cho đất lên cái phòng trọ. Dạ. Nói thẳng là vậy. Chứ cô cũng có. Cô là cô có đất đó. Có đất rồi, đất cũng cấp cho con hết rồi. Dạ. Có đất là quý rồi. Dạ, có đất là quý, giờ mua một căn nhà đất là nhiều tiền mấy tỷ bạc á. Dạ có đất là quý rồi. Cô cũng chia cho con cô hết trơn rồi. Chị gái con trai chia đầy đủ luôn hả? Đầy đủ hết, đủ, ít đứa nào cũng có thu nhập vô hết. Ồ vậy hả? Ừ. Vậy cũng khỏe rồi. Bây giờ ở Sài Gòn mà không có nhà khổ lắm. Nó bởi vậy con thấy đồng mình thì có ăn. Còn chẳng hạn như mẹ con của mình á, khổ trời đất ơi, khổ ghê gớm lắm. Dạ. Không có ăn luôn á con biết. Thiếu cái điều hạt vô đây mua lắp sữa cũng thiếu để có tiền để trả vậy con biết khổ kinh khủng lắm. Dạ. Không có làm gì đâu có tiền được hết. Thằng nhỏ nó ốm nè. Cái tay nó tay nó lòng không lòng kiểu xây dinh dưỡng. Thiếu dinh dưỡng thôi. Bữa thảm thì cũng nhờ em ở nước định giáo viên thì chích ra quỹ thì có mua cho baby một thùng sữa. Dạ. Một thùng sữa to luôn để nó nói là sữa xịn à, nên là nhờ vậy nên là cũng có được. Sữa nữa. Ủa chị cho em hỏi là sao chị dám cho chị này thuê tới 4 tháng tiền nhà mà chị không lấy tiền vậy? Thôi đâu dám em tờ thôi. Là chị tin tưởng hay sao? Thì nó ở đây đâu giờ. Bây giờ cứ hỏi con đi là dịch này ai ở
người ta khổ rồi, người ta không có rồi, đẻ đủ ra đây. Dạ. Chú ở trọ đây mà chú còn cho gạo với nước mắm đường bột ngọt ăn đó. Dạ. Đâu vậy là biết con sớm là con sẽ hỗ trợ rồi, tại vì con còn mới biết vậy à. Dạ. Mùa dịch này không lẽ nói gì nó mình cũng có làm, nó cũng có làm, lẽ mình đuổi đi đâu thôi, cứ chịu đi, từ từ nó hết dịch nó làm, nó đưa mình chứ sao giờ. Kệ nó đi. Đưa mà dưới tư cách con biết ông không có phải trả một lần đâu. Cứ trả là 500, 300. Dạ. Rồi cái có đợt hả, lãnh lương đâu, biết ở trên chỗ như thằng bé nè, trả được 300. Cứ phải ra vậy á, mình cũng phải chịu thôi. Yeah. Trả nhiêu thì ghi sổ nhiêu. Nó vậy á. Thế thì chị đưa nó cho chị không có biết là nhiêu tiền luôn. Cứ đưa phiếu cho nó rồi tới chừng nó trả thì nó, chị ba ơi em đưa cho chị cũng để ý nó thôi, kệ đi. Đấy vậy mà còn lên mượn tiền nữa chứ. Đặt thứ 4 tháng bên nhà còn mượn tiền hả? Mượn tiền luôn cũng phải cho nó mượn. Trời ơi. Thiệt nha. Đó nói thiệt, nó cũng lâu lâu nó mượn tiền, nó cũng phải nó xuống nó mượn 100-200 mình cũng phải cho chứ không nè. 4 tháng tiền nhà không trả còn đi mượn tiền xài nữa chị. Mà trong cái bữa mà chị đi cách ly rồi nó nhà chị cũng sợ nó bị rồi nó đi, nó không biết có thuốc men gì không mấy ông. Thiệt. Cái điện nó về ghét luôn. Dạ. Tại vì ở đây đâu có ai khổ như nó, cũng khổ nhưng mà đâu có đánh nổi à. Mình thấy nó vậy mình cũng... Nhà trọ ở đây con biết không? Gia đình nào nó cũng có cửa mang hết. Không yeah. Thì không giàu, nhưng mà nó cũng khá hơn Minh. Yeah. Minh nó khổ quá khổ. Chỗ ủa sao lúc vậy nó chị Hoàng, chị Minh ta? Mình tên thật là Bùi Thuận Hòa. Nhưng mà do là Cường ấy, gọi lộn Hoàng á. À, còn tên ở nhà mình là tên Minh. Mọi người đây biết tên ở nhà. Hay danh từ của hai. Dạ. Hai danh từ gọi. Danh từ trong, danh từ ngoài. À, đúng rồi. Cũng Minh là bên trong mà. Thì cũng qua cái chương trình này á, thì em cũng xin có một cái lời. Trước nhất là em cảm ơn. Xin phép là em cảm ơn bà đây là và chị ba. Đây là hai chủ phòng trọ. Trong thời gian vừa qua thì như nãy giờ mọi người, hai bà và chị đã trình bày. Thì rất là cảm động và cái hành động của họ đây. Thì em cũng xin nói với tất cả mọi người đang xem YouTube là đây là một chủ nhà trọ của em. Và một chủ nhà trọ đó là trong những chủ nhà trọ khác thì em không biết, họ cũng tốt thì họ cũng hỗ trợ, nhưng mà ở đây thì rất là hết lòng đối với em. Thì em xin cảm ơn bà, xin cảm ơn chị ba. Trong 4 tháng nhà trọ, không riêng những 4 tháng đâu, mà từ khi mình về đây thì hai mẹ con không có gì cả. Hai mẹ con không có gì cả. Nên là chủ nhà trọ đó hỗ trợ mình đến bây giờ luôn. Và trong mùa dịch là vừa giúp mình tiền xài nè, rồi vừa giúp tiền cho mình thiếu tiền nhà trọ, rồi giúp gạo cho mình, giúp thịt cho mình. Mỗi buổi sáng chị ba tụi đi gọi cho mình là lên lấy đồ ăn sáng lên. Thì em xin cảm ơn bà, xin cảm ơn chị ba. Và em muốn lan tỏa cái thông điệp này, một tấm lòng của người tốt để cho mọi người biết. Dạ. Đúng rồi, tôi luôn rồi. Xin hết ạ. Ủa là chị ở khu trọ nhà mình là bao nhiêu năm rồi hả chị? Mình đó hả? Dạ. Mình gì đây chắc cũng 3 năm rồi hả Minh? Dạ. 3 năm rồi. Từ bé 2 tuổi. 3 năm là từ năm thứ mấy là bắt đầu nợ rồi. Từ cái hồi nó về á, dạ, bắt đầu nợ mấy tháng đầu. Nói thiệt nha. Rồi tới giờ cứ vậy đó, cứ 2-3 tháng nó đóng một lần. Mà nó đóng vậy đó thì kệ đi rồi giết đi. Chịu đựng cái rồi thôi, kệ nó luôn đi. Chứ giờ đuổi ra đi qua chỗ khác à, ai mà chứa cái dạng đó. Không, cái hồi mới về chị cũng biết, chị cũng la nó dữ lắm nha. Chị nói Minh mày thiếu tao vậy hoài, tao bực mình dữ lắm á nha. Người ghét kìa, mình thấy cái hoàn cảnh nó ghét rồi thôi kệ đi. Thì cái hồi mới về cũng đòi nó dữ lắm, nó chứ cũng la nó dữ lắm. Nhà trọ nó khác, mình cứ vậy hoài sao tao chịu nổi. Mình không biết đâu, tao để cái họ đuổi. Dạ yeah. Để cái họ đuổi, nó vậy á. Chứ còn đây là chịu đựng. Đi chưa? Thì với nguyện vọng thì chị nợ 4 tháng tiền nhà thì có mấy cô ở nhóm thiện nguyện của cô Huệ Linh cũng như cô Huệ Đắc ở bên Úc. Thì cô có nói hỗ trợ cho chị để trả hết 4 tháng tiền nhà. Và bây giờ em sẽ lấy tiền và em sẽ trả cho cô chủ của chị. Là tổng cộng bao nhiêu tiền chị? Tổng cộng là 4, 6 triệu 1 triệu 5 mà từ ra còn
4.625.000. Bữa nay là sạch nợ luôn á cô ơi. Nợ rồi đó. Tính ra 10 tay thắt mày luôn chưa? 10 tay thắt mày luôn á. À, tính rồi đó, bớt cho nó 1 triệu gửi á. 4.625.000. Thiếu tiền hả? Đây mình tính ra. Tổng cộng là 6.125.000 trừ cho 1.500.000 còn 4.625.000. Chị nói là chị chưa có tính tiền, anh chị có biết. Dạ. Bây giờ chưa có tính tiền của nó thì chị chỉ nói thêm 4 tháng vậy thôi chứ. Chuyện nào nó đưa rồi mình tính phải không? Đưa cho chị đưa cho cổ. Thôi mà đưa cũng được luôn đi. Hồi xuống. Chị đếm coi. Dạ. À dạ, đây là số tiền nè. Em xin gửi tiền nhà trọ cho bà và cho bác. Có đếm giùm con đi ạ. À. Con tôm. Rồi đủ rồi nè. Là 4.625.000. Và hôm nay là chị mẹ con cô Vy đã hết nợ. Chị cũng thay mặt cảm ơn cho Minh nha. Dạ. Cũng mừng cho nó. Là... cũng mừng cho chị luôn chứ. Chứ không làm để nổ ngoài. Nói chung là mừng cả đôi đi ha. Vâng thì em xin cảm ơn, xin gửi lời cảm ơn đến tấm lòng của nhóm Bình Định Giáo Yêu hỗ trợ là làm cầu nối cho tất cả mạnh thường quân. Xin cảm ơn nhóm cô Huệ Đất và Quệ Linh Quệ Đất. À, cô Quệ Linh Quệ Đất. Con xin cảm ơn cô. Đây mẹ con xin cảm ơn cô và đã giúp đỡ con trong cái mùa dịch này. Và con xin chúc hai cô thật nhiều sức khỏe và bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Dạ Bi ơi, cũng vậy chúc mừng đi đó. Con dạ. Cảm ơn đi. Con xin cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô chúc gì? Con chúc sức khỏe tất cả. Con cảm ơn bà, nói ba đi. Cảm ơn hai bà vì cho mẹ con ở mà 4 tháng mới trả. Đâu bây giờ là có cái vụ này là nhà tạo mình mới biết nó thiếu vậy chứ hồi nào giờ nó ở đây chưa giờ ai biết là nó thiếu vậy luôn á. Dạ. Không nói ai đâu, kể là không biết làm sao nó tâm sự với anh Cường chứ đâu chị cũng có nói với anh Cường luôn. Ở đây thì còn nhà trọ còn nói chuyện với nhau chứ chỗ con ở là phòng nào nấy ở nên con cũng không biết nhà người ta như thế nào luôn. Nói chung là đồng hòa lắm con. Dạ. Ở đó là bữa con có phát đâu có quả gạo ở đây nè. Có không? Thì con đi phát đó. Bữa con phát đó. Đâu sao? Bịch bít bồ á cũng đi. Dạ. Sắt đồ đó. Đâu có biết đâu. Dạ. Vậy là con làm ở bên nào? Con làm bên từ thiện. Từ thiện nào? Làm YouTuber, cô vào Bình Định Giáo Yêu mà coi nha. Ngày mai hoặc ngày mốt con đang á, cô sẽ xuất hiện trên toàn thế giới. À, xin có không? Dạ. Xin nữa có không? Hên xui rồi nói tùy duyên à. Sao nó hết giãn cách thì nó cho nữa đó chứ. Tại vì bây giờ phát gạo đâu có quả là mình đang tạm ngưng rồi, giờ đường xá đi được á, nên là người dân đi mua được nên là tạm ngưng không phát quà nữa. Xin. Dạ. Xin cho nhà trọ ăn chứ chủ yếu của không có bao nhiêu. Dạ. Mấy cô ăn không còn thôi à. Dạ. À, bị cô chủ mà. Dạ. Xin cho nhà trọ nó ăn thôi. Dạ. Cho đỡ đói, nó đỡ nghèo đó trong giây phút này đó không biết không. Dạ. Ừ. Chứ cô thì nói chung ra cũng đủ ăn. Cô giờ giàu rồi. Không phải giàu. Dạ. Không phải giàu. Tháng đâu có gom bao nhiêu triệu đâu. Không khác cái phòng trọ cũng đâu bao nhiêu tiền đâu. Đâu dạ. Phải chứ người ta ăn tháng 2-3 triệu phòng đâu. Đó đây bình thường đâu có cao cấp gì đâu. Chỉ có 1.2 triệu được thôi à. Dạ. Chứ không có lớn. Dạ rồi em cảm ơn mấy cô mấy chị nha. Cô cũng thay mặt cảm ơn cho ông Minh. Thì giờ đây thì nói chung ra cô mẹ của chủ nhà trọ này. Dạ. Thì cô cũng cảm ơn trong đội từ thiện. Thì cô cũng cảm ơn. Cảm ơn cho mẹ con Minh. Nhờ cái đội này cũng tài trợ cho nó cũng được số tiền để nó trả nợ. Dạ. Cô cũng cảm ơn. Dạ rồi em cảm ơn cô ạ. Dạ. Và một lần nữa em xin cảm ơn nhóm thiện nguyện của cô Huệ Linh Huệ Đất ở bên Úc đã tài trợ 4 tháng tiền nhà cho mẹ con bé Bi để bây giờ là
thoát cảnh nợ nần rồi quý vị ơi, giờ chắc cần thiết ăn rồi đó. Rồi tạm biệt mấy cô đi con. Rồi, tạm biệt, cảm ơn nhiều nha. Dạ.